Đơn hàng đầu tiên là của bạn có tên là Nguyễn Thanh Lam. Đây là phần bao bì mình đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn có chọn mua mình đó chính là một cái in tranh to siêu mềm nha mọi người. Một em này thì nó chỉ có giá là 40.000 thôi, rất là to luôn đó mọi người. Tiếp theo thì bạn có chọn mua đó chính là một cái bánh bao chữ, một em đậu baby. Tiếp theo là một cái bánh tròn siêu chậm tăng. Và bạn có chọn mua là một cái em set 12 tấm sticker như thế này kèm một cái box hộp rất là cưng luôn nha mọi người. Một hộp như này chỉ có giá là 12.000 thôi, là rất rẻ luôn nha. Một em sushi mini ngẫu nhiên, một cái bánh mì khối. Bạn chọn thêm một hộp nữa nha, là bạn chọn hai hộp. Trời rất là đẹp luôn đúng không mọi người. Mình lấy cho bạn hai cái màu xanh và hồng cực kỳ baby luôn. Thì bạn có chọn mua chính là một cái em bút sushi hình cái này là búp bê hay sao. Mình sẽ sắp xếp lại nha, để tí nữa mình gói. Bạn có chọn mua là một em bánh cua, và cuối cùng là một em bánh mì tròn. Đơn hàng của bạn đã xong, mình sẽ tặng cho bạn một cái cục oxy băng keo ha. Đơn hàng của bạn có tên là Mỹ Tiên, thì bạn có chọn mua mình là một cái bao bì jumbo như thế này, chỉ có giá là 5.800 thôi, rất là rẻ luôn nha mọi người. Tiếp theo thì bạn chọn mua cho là một em bút sushi, một em bút sushi hình thỏ, hình chuột. Tiếp theo là một cái set sticker nhũ siêu xinh luôn nha, mình sẽ review kỹ lại. Ở video báo giá thì mình cũng có review kỹ rồi, nên bạn nào chưa xem thì có thể vào video báo giá coi ha. Thì đây là một list sticker như này, chúng ta sẽ có 2, 4, 6 và 8 tờ sticker nhỏ nha mọi người. Đây là dạng sticker lấp lánh nên nhìn rất là cưng luôn. Mình rất là thích cái dạng sticker này tại vì nó có nhũ mọi người, siêu xinh mà còn được tặng kèm một cái hộp này, rất là đáng yêu luôn ha. Và bạn có thể mua là một em hát kẹt không? Một em hộp sticker gồm có 12 sticker ha. Tiếp theo là một hộp sticker vừa có sticker mà vừa có dây nốt, với giá là 11.000 thôi, siêu rẻ luôn đó mọi người. Thực là giá sticker rất là rẻ luôn, nên bạn nào thích thì có thể nhanh tay mua nha. Tiếp theo là một cái thiên. Tiếp theo bạn chọn mua là hai cái em bánh hạt mini. Tiếp theo là một cái bánh bao 6cm. Và cuối cùng là một em thu ú thỏ ha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Và mình sẽ tặng các bạn một cục oxy băng keo luôn. Đơn hàng của bạn có tên là Ngọc Ánh. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn chọn mua mình đó chính là một cái hộp có 6 cục oxy tape rất là cưng nha mọi người. Thì bạn chọn màu hồng. Tiếp theo bạn chọn mua là một cái bánh dày siêu mềm, một em cù cắm bút. Tiếp theo là hai em bánh hàng mini ha, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo là một em bánh quyên, một lát bánh sừng bò, một cái bàn chân, một em panda 4 xăng. Và chọn là một em bánh tròn. Tiếp theo là một em lát bánh mì Nhật, một em bánh khối. Và cuối cùng thì bạn có chọn mua là một cái combo màu vàng ha, rất là xinh luôn nha mọi người. Và mình sẽ tặng cho bạn một cục oxy băng keo ha. Đơn hàng của bạn có thể là Hạ Anh. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Thì bạn có chọn mua chính là một em lát bánh mì siêu mềm luôn á, một em bánh tròn, và tiếp tục là một em bánh khối. Và tiếp theo là hai em thu ú, một em thu ú cún và một em hổ ha, rất là xinh luôn á. Và cuối cùng thì bạn chọn một em bánh cua. Và mình tặng cho bạn một cái túi extra là sticker. Đơn hàng của bạn có tên là Yến Nhi. Đây là phần bao bì mình đặt tiền cho đơn hàng của bạn. Bạn có chọn mua một em thu ú panda. Tiếp theo là một em thu ú thỏ siêu mềm lắm mọi người. Và một cái set 12 tấm sticker như thế này, màu trắng ha, bạn chọn màu trắng. Và một em sticker nhũ màu xanh, cho mình chỉ nó sẽ có 8 tờ sticker nhũ nhé, rất là xinh luôn. Một em nắp bánh mì. Và cuối cùng bạn chọn mua sẽ là một cái hộp washi gồm có 6 cái cục washi tape. Và mình tặng cho bạn một túi sticker ha. Đơn hàng của bạn có tên là Ngọc Bùi. Thì bạn có chọn mua mình nó sẽ là một cái bao bì gấu như thế này. Một em bao bì chỉ có giá là 3.000 thôi, rất là rẻ luôn nha mọi người. Một em vịt. Tiếp theo thì là một em hộ tiger, rất là đẹp luôn nha. Bao bì này thì mình có để phân loại hàng, nếu bạn nào thích mẫu này thì có thể chọn mua nha. Tiếp theo thì bạn có chọn mua là một cái em mũi này để mình bắt mọi người xem nha, nó cực kỳ chậm tăng đấy. Tại vì em này là mình chưa kịp ra video báo giá thì đã có bạn nào hốt hết rồi. Mình xin phép được bóp ở trong video gói hàng nha mọi người. Rất là đẹp và không có một chút nổi nào luôn. Đây, rất là sắc nét luôn nha mọi người. Đây là một em sắp ôm dâu.
rất là chậm tăng luôn. Mà mình về chỉ được có vài em thôi, nên là bạn nào nhanh tay thì có thể mua ha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn đi ha. Bạn tiếp theo là bạn chọn mua một em bánh bao chữ, một em mende 4 xăm 1 tí, một em lắp bánh mì. Tiếp theo là một em nhật, đây mình là kỳ lân nhật á, một em bánh mì dài. Tiếp theo là một em đậu baby, đây một em đậu baby nữa nè. Và cuối cùng là một em thu ú thọ ha, rất là cưng luôn. Và mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn là một cuộn oxy băng keo. Đơn hàng của bạn có tên là gấu nâu nha mọi người, thì bạn cũng mua mình vài lần ấy. Đầu tiên thì bạn có chọn mua là một cái em oxy cà rốt siêu mềm nha mọi người, à, rất là đẹp nữa. Tiếp theo là một em chuột. Tiếp theo là một cái boss sushi. Tiếp theo là một cái box cùng có 8 cái tờ sticker trong và một em da độc giấy rất là đẹp nha mọi người. Cái box này mình rất là thích luôn ấy, nên là mình đã nhập thêm rồi. Nên là bạn nào thích thì có thể chờ thêm một vài ngày hoặc là một tuần nha, thì chúng ta sẽ có được cái hộp này. Tiếp theo thì bạn có chọn mua là hai em bánh dày mini, một em hộp 8 cái sticker nhũ. Bạn chọn mua hai em ha, rất là đẹp luôn mọi người. Tiếp theo thì bạn có chọn mua thêm hai em bánh hành mini, thêm một em bánh dày. Và tiếp theo là ba em đậu baby, mình lấy sẽ ba cái màu khác nhau ha. Một set 6 cục washi tape, một cái set sticker dây thế này, và cuối cùng là một cái combo màu xanh lá ha. Đơn hàng của bạn đã xong, mình tặng cho bạn một cục washi tape. Hiện của bạn có tên là Thanh Ngân, thì bạn có chọn mua đó chính là 5 cái em bao bì như thế này nha mọi người. Một em tiger này, một em hổ, một em gấu màu xanh lá rất là đẹp nha mọi người, một em vịt, cái màu bao bì rất là sắc nét luôn. Một em gấu, đây là cái em gấu mà mình thích nhất đó mọi người, cái màu rất là đẹp. Và cuối cùng là một em nhà street ha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho sushi của bạn. Bạn chọn mua cái này một cái em chanh như thế này, chanh màu rất là to nha mọi người. Mình cũng sẽ mở để bóp kỹ, tại vì hôm nay là mình về nhưng mà mình không có thời gian để quay video bao giờ, nên là mình sẽ xin phép mình được quay video gói hàng này nha. Quay kỹ ở video gói hàng, nên bạn nào thích thì có thể vào Shopee của mình mua ha. Rồi, rất là mềm và thơm nha mọi người. Tiếp theo thì bạn có chọn mua là một em thu uống mèo mini, một em lát pizza. Tiếp theo là hai em bánh bao chữ, mình nhìn thôi mà rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ slow nữa. Một em bánh dày mini, và bạn có chọn mua là một cái em kỳ lân nhật, và cuối cùng là một em thu uống hộ ha. Đơn hàng của bạn đã xong, mình tặng em một cục oxy tape. Cuối cùng là đơn hàng của bạn có tên là Thu Hiền, đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn có chọn mua là một cái em hấp ôm cái dầu như thế này, cực kỳ chậm tăng nha mọi người. Đó, em mình là mình mới về thì các bạn ủng hộ mình rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ mình đã nhiều như vậy. Thế thì bạn có chọn mua một cái combo hai em emoji mình bom ấy, bom đến tận 2 lần. Cuối cùng là một em combo màu vàng và hai set sticker 6 tấm truyền thống. Hai set sticker 6 tấm trong suốt nha mọi người. Và mình tặng cho bạn một cuộn washi. Rồi, đơn hàng của bạn Thu Hiền cũng là đơn hàng cuối cùng ở trong video này rồi, thì mình xin kết thúc video đây nha. Thì nếu các bạn thích video này thì hãy cho một like, một chia sẻ, một đăng ký ủng hộ nha. Và nếu như mọi người muốn mua hàng thì mình có để cái link Shopee ở dưới phần mô tả, phần bình luận nha. Bye mọi người.